Thưa các bạn, ở Mỹ này thì cứ vào cái mùa xuân thì có một số người họ đi vào trong cái rừng để mà tìm một cái loại nấm có cái hình dạng rất là khác thường, nhưng mà họ nói là rất là ngon. Đó là cây nấm Morel. Hôm nay thì đây cũng là lần đầu tiên mình đi vào rừng để mình tìm cái loại nấm này xem sao, xem coi nó có thể ngon như cỡ nào. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng đi với mình để mà vào rừng tìm cái loại nấm này nhé. Các bạn thấy đó, hình dáng của cái nấm này nó rất là xấu xí phải không các bạn? Nhưng mà cái giá của nó rất là mắc, một pound á, trên thị trường bán là khoảng $100 đó các bạn. Cái nữa nó nằm ngay cái đường đi nữa này. Bên đây nữa, ở đây hình như này đây nữa, nó mọc cũng mấy ngày rồi. Đây, nữa một cái lớn nữa đây. Thank you.